Cửa hàng Hiếu Minh Auto xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em thanh trên mọi miền Tổ quốc nhé. Và trong video hôm nay em trân trọng được giới thiệu đến toàn thể các bác cũng như anh em hai mẫu đẩy cho các bác đi sự kiện, đó là dòng đẩy xe 30, một dòng đẩy có thể huyền thoại tại cửa hàng Hiếu Minh cũng như trên thị trường anh em bán rất nhiều. Dòng đẩy này thì đã ngay từ đầu em ngày em nằm kênh đã 3 năm qua thì em đã vẫn bây giờ em vẫn duy trì phục vụ bác dòng đẩy cho công suất rất là khỏe với một công suất 1.600W một kênh. Thì để là dòng đẩy chuyên trị những cặp xúc kép khó tính nhất trên thị trường. Và bên cạnh đó là mẫu đẩy Yamaha XP10000, đây là hàng chuẩn loại 1 ở xuất xứ Trung Quốc. Thì nói đến sản phẩm thương hiệu của Yamaha thì bên cửa mình bán rất nhiều mẫu như sản phẩm Yamaha XP7000 này, Yamaha XP8000 này, Yamaha XP9500 và cuối cùng là mẫu Yamaha XP10000. Thì đây là phiên bản đời cao nhất của Yamaha, thì nó công suất cho ra cũng mỗi kênh 1.600W một kênh. Thì nói luôn các bác, đây là mẫu đẩy được cả hai dòng đẩy đều sản xuất Trung Quốc, lên công suất nó như nhau và về cơ cấu nó như nhau, nó chỉ khác nhau về phần đó là hình thức thôi. Đấy, em nói luôn để các bác cùng nhận diện, không có gì phải ngạc nhiên với sản phẩm đẩy hàng loại một Trung Quốc cả. Và với size thiết kế size bao u, nguồn đồng cực lớn, chính vì vậy mà cho công suất ra rất là khủng, với thiết kế 64 sò cả bù áp các bác nhé. Dòng đẩy chuyên trị xúc kép, bây giờ các bác cùng nhìn ngay phần nội thất của xe 30 đầu tiên. Hàng đây là hàng đẩy mới tinh, được bên cửa hàng em bảo hành 45, một đổi một trong một tháng đầu nếu mà không may bị lỗi cho nhà sản xuất. Và cũng báo cáo bác thì trong các dòng mạch nói chung, nếu có dòng mạch như anh em đi sự kiện thì vấn đề nó ở đây là xảy ra lỗi là có trường hợp nhưng mà tỷ lệ phát sinh được ít. Nhà vụ mà bản thân cửa hàng em bán ra vụ một vài trăm con đẩy thì nó sẽ có 1-2 con đẩy anh em đi sự kiện là trường hợp là lỗi gọi là lỗi vặt ấy, là không tránh khỏi ấy. Thì nói về các dòng mạch nói chung thì mạch class A, đây gọi mạch class AB thôi nhá, mạch class AB nhưng dòng nó sẽ ra mạch class H. Class AB này với hai hàng vỉ sò này thì là cái dòng mạch dễ bảo hành, dễ bảo trì nhất bác nhá. Có những dòng mạch như nhà em bán mạch class TD, mời đến một nhà em có con em phải bỏ không sửa lỗi thật sự đấy, nhưng mà tiếng class TD thì được cái là nhỏ gọn hơn, hiệu suất nó cao hơn, còn mạch class AB thì hiệu suất nó thấp hơn, nên là nó nhược điểm của nó chính là lặng. Thì con đẩy này nó sẽ là công suất rất là khỏe, nhưng các bạn anh em đi sự kiện thì những con đẩy này đánh xúc kép thì nó độ trâu bò nó rất là cao hơn nhiều so với sản phẩm mạch class TD hay class D. Mạch class TD, class D thì phù hợp cho anh em đánh full thì nó sẽ hiệu suất nó đạt được hơn đấy. Vì bên cả em thì bán rất đa dạng các mã đẩy khác nhau, nhưng mỗi con đẩy sẽ có tính năng riêng và mỗi dòng mạch sẽ có nhược điểm và ưu điểm của nó. Và quay vào vấn đề luôn, thì con đẩy xe 30 này sử dụng đây đường size bao u là gì? Size bao u là bề cao nó dừng khoảng 15 cm, size 2U là bề cao 10 cm, size 1U là bề cao khoảng 4-5 cm. Thì đây con này size 3U bác nhá. Đây bác nhìn cái bảng nguồn đồng nó bác kết ngay rồi, nguồn đồng 100%. Đây kịch găng tay của em đây, một găng tay của em, găng tay của em nó rời 22-23 cm, thì con này nó đường kính nguồn nó rời 20-21 cm, cao size 3U bác nhìn nó rất là khủng, rất là to. Cái độ miêu tả nặng. Và trong thiết kế thì cái đảm bảo nhất chính là ở cái nguồn đồng này, nguồn đồng sợi lớn, nguồn đồng 100% thôi nhé. Các bác nhận hàng kiểm tra thoải mái. Và thiết kế đây là hai phanh nhôm tản nhiệt hai vế, thiết kế hai kênh, hai quạt gió lớn tản nhiệt phía sau. Và sử dụng của nó tới đây là 16 tụ lọc nguồn các bác nhé, 16 tụ lọc nguồn. Và dòng sò đối với dòng đẩy này cho ra chơi đây là dòng sò Toshiba. Một dòng sò Toshiba thì nó sẽ hay tích hợp ở trên những con đẩy bãi, như các bác để ý nó sẽ đẩy bãi như LA600, LA800 hay những dòng đẩy của, nói chung rất nhiều đẩy bãi của thương hiệu sử dụng dòng sò Toshiba. Vì cái tiếng của Toshiba, dòng sò Toshiba nó xuất ra chất âm, đó là tiếng nó trầm, cái trầm tiếng bass nó rất là hay, sâu, ấm. Đó là điểm rất hay của Toshiba này. Chính vì vậy mà anh em đánh xúc kép thì tiếng nó rất hay hơn nhiều so với các dòng mạch khác. Đây sử dụng 2, 4, 6, 8 này, 10, 12, 14, 16. 16 sò với 16 là 32. 32, 32 là 64 sò cả bộ áp. Nhưng cái lượng sò thực các bác nhá, lượng sò thực nó chỉ ở trong cái chợ xứ này này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 trên 15 dưới 30. 30, 30 là 60 sò thực trên tổng số 64 sò cả bộ áp các bác nhá. Và cái
cái sứ chở sứ của con đẩy này sử dụng là chở sứ vuông. Chở sứ vuông các bác để tinh ý thì thường nó chỉ áp dụng cho những con đẩy lớn, và đồng nghĩa với việc con đẩy đây là em đang giới thiệu bác là con đẩy công suất lớn thì mình sử dụng cho chở vuông bác nhé. Đây về cơ bản thì bác nhìn với thiết kế hai kênh xe 30 này. Đấy. Với công tắc nguồn phía trước bác nhé, phía trước rất là tiện lợi cho bác tắt bật. Thì đối với con đẩy này thì nó sử dụng đây là với các chế độ đánh cũng như các dòng đẩy khác là tiến quay cho anh với. Quay cho anh. Quay cho anh. Con đẩy rất là khỏe nên nó cái độ lắc rất là lắc. Các bác nhìn phía sau sử dụng một dây nguồn liền với nhá, nguồn liền này. Với các chế độ đánh như dồn kênh, cân bằng và shifter, và với các chế độ đánh súp cho các bác nhé. Thì con này nó sẽ là có sử dụng cả đường link, còn đây nó sẽ hai tín hiệu vào, tín hiệu ra bằng jack lưu trích và jack kẹp. Thế với các bạn em review xong con xe 30, con đẩy cực khủng. Và bên cạnh đây tiếp tục em review đến các bác là con đẩy Yamaha XP10000S. Thì các bác nào nó sử dụng những bộ dàn hay những combo một của Yamaha thì đây là một con đẩy đồng bộ các bác, với thiết kế mặt đằng trước màu đen rất là khỏe khoắn đẹp, với công tắc nguồn phía trước các bác nhé. Con này thì nó khác về cơ bản nội thất thì nó như em nhìn nó tương đồng nhau, nó chỉ khác một cái điểm đó là cái phía sau tiến lật cho anh quay về phía sau ấy. Phía sau đó là phần phía sau con này nó sẽ không phải sử dụng đường link như con đẩy kia, mà nó sử dụng đây bốn đường tín hiệu vào. Dòng đẩy Yamaha như vậy các bác nhé, bốn tín hiệu vào trong đó hai lưu trích này, hai bằng calon này, bằng 2 bằng 6 ly, và chế độ như cắt súp có nhá, cắt súp này tăng giải trầm lên này, nghe tăng giải bát lên này, hỗ trợ đánh tăng bát này, nghe con này hỗ trợ đánh tim tăng bát rất là hay, cũng hai quạt gió tản nhiệt 16 tụ nóng nguồn và với sử dụng size 3U cũng 64 sò, nguồn đồng cực khủng cực lớn. Đấy, như vừa rồi em review chi tiết đối với hai dòng đẩy công suất lớn chuyên đấy chị súp kép cũng như anh em đi sự kiện, thì các bác có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp bên cửa hàng Minh qua hai số điện thoại đây. Thì những môn đẩy này em có rất nhiều các bài test ở các kênh cũ rồi, thì các bác có thể xem những video cũ, và cũng như là các bác có nhu cầu mua sắm cho mình trong sắp tới là sắp tới hết dịch này anh em đi show, thì những đấy những con đẩy cũng rất khỏe và các bác chơi thì nó nhanh thu lại vốn vì giá thành nó hợp lý bác nhá, bảo hành dài hậu mãi tốt. Và các bác có nhu cầu thì những tên liên hệ trực tiếp bên cửa hàng Minh qua hai số hotline hoặc đến cơ sở bên đường Minh là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội. Và các bác có nhu cầu trả góp đối với những bộ dàn hay những thiết bị như con đẩy này, các anh em có thẻ tín dụng dùng thì liên hệ trực tiếp em, thì các bác phải thì em trả góp từ xa, còn các bác có trả góp tại cửa hàng thì các bác mang theo chứng thư bằng lái xe nhé bác nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.